Chào mừng các em đến với môn tin học lớp 3. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu về nội dung chương trình tin học lớp 3 như sau. Chủ đề 1, làm quen với máy tính. Chủ đề 2, em tập vẽ. Chủ đề 3, soạn thảo văn bản. Và chủ đề 4, thiết kế bài trình chiếu. Trong các nội dung trên, trọng tâm của học kỳ 1 của chúng ta sẽ là phần tập gõ 10 ngón và em tập vẽ. Sang học kỳ 2, chúng ta sẽ học chủ đề 3 và chủ đề 4. Tiếp theo, để học tập tốt môn tin học, chúng ta cần có sách giáo khoa tin học lớp 3 và máy tính. Hôm nay, cô trò mình cùng bước vào bài học của tuần đầu tiên, chủ đề 1, làm quen với máy tính. Bài 1, người bạn mới của em. Mục tiêu của bài học. Các em biết gọi đúng tên các bộ phận của máy tính và biết được chức năng cơ bản của các bộ phận của máy tính. Các em cũng nhận biết được một số loại máy tính thường gặp. Trước hết, chúng ta cùng đi tìm hiểu về các bộ phận của máy tính. Các em hãy quan sát trên màn hình. Một chiếc máy tính gồm có 4 bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất là màn hình máy tính. Bộ phận thứ hai, thân máy. Bộ phận thứ ba, bàn phím máy tính. Và bộ phận thứ tư, chuột máy tính. Vậy, các bộ phận của máy tính làm nhiệm vụ gì nhỉ? Ta cùng chuyển sang hoạt động thứ hai, chức năng của các bộ phận của máy tính. Đầu tiên là màn hình máy tính. Màn hình máy tính dùng để hiển thị kết quả làm việc của máy tính. Tiếp theo, thân máy tính chứa rất nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lý. Bộ xử lý được coi như bộ não điều khiển máy tính hoạt động. Bàn phím máy tính gồm có nhiều phím và khi gõ các phím, ta đã gửi tín hiệu vào trong máy tính. Và cuối cùng, chuột máy tính giúp các em điều khiển máy tính nhanh chóng và thuận tiện hơn. Cô dành một phút để các em quan sát và ghi nhớ lại chức năng các bộ phận của máy tính nào. Sau đây, chúng ta cùng đi tìm hiểu một số loại máy tính thường gặp. Thứ nhất, máy tính để bàn. Cô trò mình vừa cùng tìm hiểu rồi. Tiếp theo là máy tính xách tay. Máy tính xách tay có đặc điểm là có thể gấp gọn và bàn phím gắn liền với thân máy tính. Để điều khiển máy tính, ta sẽ di chuyển ngón tay trên vùng cảm ứng chuột. Loại máy tính tiếp theo là máy tính bảng. Máy tính bảng có màn hình gắn liền với thân máy và nó không có bàn phím hay chuột. Thay cho việc dùng chuột, em chỉ cần chạm nhẹ ngón tay trực tiếp trên màn hình cảm ứng. Khi cần dùng bàn phím, người dùng có thể điều chỉnh để bàn phím hiển thị trên màn hình. Các em thân mến, qua bài học ngày hôm nay, chúng ta đã được làm quen với một người bạn mới, đó là chiếc máy tính. Các loại máy tính tuy khác nhau về hình dạng, nhưng đều có cấu tạo chung gồm 4 bộ phận chính là thân máy, màn hình, bàn phím và chuột. Tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy nhớ ôn bài ở nhà nhé. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Chào tạm biệt các em.